Đó, đúng rồi. Ok. Trời ơi, cá dồ, cá chim gì quá trời mọi người. Con quá trời tụi. Gà ướt luôn nhìn rồi. À, cái này là cá sặc gần nè mọi người. Con to tướng không? Đây cá sặc láng nè. Cá đồng không nghe mọi người. Thằng cá mà có khi to ghê không? Nhìn rõ kìa, đó. Cá bự. Mọi đó chừng hồi là có gắn ghi voi à. Đó. Con to đấy nè. Đó, cá dồ kìa. Quá nhìn cá dồ bự kìa. Ấn đuôi đem lên, cá khủng. Ở trên cá dầu bự luôn mọi người, nhìn đây. Trời ơi, cá dầu, cá chim gì quá trời mọi người. Nguyên một cục luôn rồi. Thêm người nữa đến đây bắt mới kịp. Đó, kìa. Cá vô. Con cá chim bự lắm mọi người. Đó đó, cá đại tượng. Quá là bự rồi. Em giờ lên chụp hình nào. Đó, giờ cái bài bản ra. Đó, đúng rồi. Ok rồi. Đó, một giỏ cá luôn mọi người. Dạ. Nhiều dữ lắm hả cô? Dạ. Con quá trời tụi. Gà ướt luôn nhìn rồi. Quá trời bự luôn. Dạ. Con cô có một con bự dữ lắm luôn. Cái này ngồi bán hay gì con? Hay là nuôi lại? Đâu có nuôi lại, nhóc cá nhỏ luôn. Quá trời cái bóng tượng. Nó bóng. Cái này là cá sặc gần nè mọi người. Con to tướng không? Đó, đây cá sặc láng nè. Cá đồng không nghe mọi người. Ồ, quá trời bự luôn mọi người. Phải lên, phải lên. Đây, con cá đại tượng kinh khủng chưa? Bự nữa kìa. Đó, hai con luôn. Quá trời bự rồi. Mạnh quá. Nó mạnh dữ lắm như cá phi. Hai con bự ghê luôn nè. Kìa, còn con nữa kìa. Đó. yếu rồi. Cá mà có khi to ghê không? Có khi khủng nè. Quá trời bự luôn nè. Giỏ cá dồn con to rồi.